Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphard Computer. Nếu như mà Acer ROG Strix XG279Q đã có một phiên bản màu đen cực kỳ hầm hồ, đậm chất gaming và được lòng vô số các game thủ, thì ở đây mình đang có một phiên bản Limited Edition cũng là Acer ROG Strix XG279Q nhưng mà với tên gọi là Gundam Edition. Và với những ai là fan của anime chắc chắn là sẽ rất yêu thích mẫu thiết kế này. Nhìn vào mặt sau trước nhá, chúng ta sẽ có đến 3 chiếc logo. Một chiếc logo đầu tiên là của Gundam, một chiếc logo đặc trưng thứ hai là của ROG có dải LED RGB và đặc biệt là sẽ có logo của EFSF màu đỏ và chạy dọc theo trục của chân đế. Đây sẽ là viết tắt của đội bảo vệ trái đất ngoài không gian dành cho những ai chưa biết. Và ở phiên bản đặc biệt này thì Acer đã nghiên cứu rất là kỹ để đầu tư ở phần thiết kế này là sự kết hợp giữa 3 màu trắng, xanh và đỏ cho các fan của anime. Nút nguồn và các nút điều chỉnh và cổng kết nối cũng sẽ được đặt hết ở phần phía sau của màn hình, bao gồm sẽ có một cổng USB Type-A, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một jack tai nghe 3.5. Chân đế thì là chân đế 3 chân được làm hoàn toàn bằng kim loại vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên thì có hơi tốn diện tích trên bàn một chút, điều này thì cũng không quá đáng lo ngại. Phần màn hình thì sẽ được thiết kế theo nguyên tắc là công thái học di chuyển rất là linh hoạt. Các bạn có thể nâng lên, hạ xuống, quay sang trái, sang phải, ngửa lên, ngửa xuống phù hợp với mọi điểm nhìn. Có một điểm mà mình cực kỳ thích trên chiếc màn hình này đó chính là phần giải LED có chứa logo ROG phản chiếu xuống bàn. Phần giải LED này cực kỳ thú vị luôn ấy, và phần giải LED này thì các bạn có thể hoàn toàn tự chế cũng như là có thể thay được phần logo chiếu xuống như thế này. Và đối với chiếc logo này thì sẽ cho không gian xung quanh cũng như là cảm giác chơi game sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn và xịn hơn rất là nhiều. Vẫn sẽ là một chiếc màn hình chuyên game, kích thước ở đây sẽ là kích thước 27 inch QVHD 256x1440 hay là còn gọi là độ phân giải 2K, với độ sáng lên đến 400 nit, tốc độ làm mới cực nhanh là 170Hz, được thiết kế cho các game thủ chuyên nghiệp. Với mức giá hơn 19 triệu đồng thì Acer trang bị khá là nhiều công nghệ trên chiếc màn hình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có công nghệ Acer Fast IPS cho phép các thành phần tinh thể lỏng của màn hình chuyển đổi nhanh hơn 4 lần so với các tấm nền IPS thông thường. Kèm theo đó sẽ là tốc độ phản hồi 1ms, hiện tượng nhòe bóng ma hay là nhòe chuyển động hầu như là bị loại bỏ. Màn hình này thì cũng mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội cũng như là màu sắc rất là nổi bật nhờ gam màu DCI-P3 đạt 95%. Góc nhìn rộng lên đến 178 độ sẽ đảm bảo giảm thiểu độ méo hình ngay cả khi các bạn đang xem từ những góc khác nhau. Được trang bị NVIDIA G-Sync kết hợp với cả G-Sync Compatible sẽ mang đến trải nghiệm chơi game liền mạch này, không bị xé hình, mang lại hình ảnh chơi game rất là sắc nét với tốc độ khung hình cao. Và ngoài ra chúng ta sẽ có hàng loạt các công nghệ khác mà Acer đã trang bị. Đầu tiên sẽ là Acer Shadow Boost sẽ tự động làm rõ nét các vùng tối trong game, cải thiện điểm nhìn cho mọi người. Game Visual thì sẽ có 7 chế độ hiển thị được cài đặt sẵn để tối ưu hóa hình ảnh cho các loại nội dung khác nhau. Game Plus thì sẽ được tích hợp sẵn thì được phát triển theo ý kiến tư vấn từ các game thủ chuyên nghiệp, cho phép họ luyện tập và nâng cao kỹ năng chơi game của mình. Cuối cùng thì sẽ là công nghệ khử nhấp nháy và lọc ánh sáng xanh cực cần thiết cho mắt để giảm thiểu sự mỏi mắt và tăng cường sự thoải mái khi mọi người nhìn vào màn hình quá là lâu. Và vì là phiên bản giới hạn thế nên là ai lỡ chót yêu thích em này rồi thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video để cho mọi người có thể rước em nó về nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.